Tôi có 90 tỷ tiền dinh cũ, chắc 196. Đây, đây chính là tinh thông hết. Ảo giác sao? Luôn cảm thấy hơi buồn ngủ sau khi kích hoạt kỹ năng này. Nhắc nhở ký chủ, vì bạn đã tiếp thu quá nhiều kỹ năng và kiến thức lưu trữ trong não quá phức tạp nên năng lực não bộ không đủ sẽ gây ra áp lực rất lớn. Bạn đã cường hóa thuộc tính tinh thần để giảm bớt căng thẳng. Kỹ năng quá nhiều sao? Chẳng trách khoảng thời gian này mình cứ muốn ngủ, hóa ra là tinh thần còn cường hóa. Nhưng điều đó là hợp lý. Mình đã có được những kỹ năng ngay lập tức mà người bình thường phải dành cả đời để thành thạo. Đó thực sự là một gánh nặng đối với bộ não. Vốn tưởng chỉ là trà xanh đào mỏ bình thường, vậy mà cũng nắm giữ kỹ năng hack cao cấp như vậy, lần này thật sự hời rồi. Hệ thống, cường hóa 50 điểm tinh thần cho tôi. Chiều cao 1m65, hở quần áo lù lù, tâm trạng áy náy bất an, nước hoa Dior, giày Uzi, con nặng 49 kg, còn mấy nữa. Mình cảm thấy như có một siêu máy tính trong đầu bây giờ. Hóa ra đây chính là thế giới siêu thiên tài sao? Tròn viễn, xin lỗi, em không biết kế hoạch của anh. Có phải em làm hỏng chuyện rồi không? Không sao, em và Trần Thư Ký nghỉ cũng tốt, dù sao sớm muộn gì cũng phải lọc bài, sớm hay muộn cũng như nhau. Nhưng tôi hy vọng lúc nữa cô ấy tiến vào, các cô đừng làm khó cô ấy, thuận theo tự nhiên, cô như mọi chuyện chưa xảy ra. Thuận theo tự nhiên, cô như mọi chuyện chưa xảy ra. Chẳng lẽ Trần Viễn đã thuần phục được Nghiệt Lan Sương rồi? Chẳng lẽ anh ấy muốn đưa Nghiệt Lan Sương ẩn nấp ở Lý Thị làm gián điệp hai mang của anh ấy? Cây độc thuật thấy xa đổi cục, giữ bí mật mọi chuyện với thế giới bên ngoài, mượn đau giết người, rút lương, lấy dương mưu đấu âm mưu, đây mới là nam thần thật sự trong lòng mình. Tí nữa các em đừng làm khó cô ấy. Cô ấy dù sao cũng đã là thư ký của thân cận của tôi, là cấp dưới quan trọng của tôi. Anh ấy đang nghiêm túc bảo vệ mình sao? Lời vừa nãy của anh ấy đều là thật lòng sao? Đây mới là người đáng để mình theo cả đời. Đại trưởng phu Quang Minh Lỗi Lạc, ý chí rộng lớn. Sớp, tiễn đến đây thôi, tôi tự gọi xe. Thật ra thư ký nghiệp của anh lại của con cũng không sao. Một khi bạn nước xảy ra, sẽ có sự chia ly. Cho dù anh không để ý, tôi vẫn là gián điệp, nói lại thì sẽ khiến người khác ghét. Sao phải vậy chứ? Chị Nghiệt thật sự bị anh tớ tẩy não rồi sao? Sao tôi cảm thấy bóng dáng của chị ấy thật thơ luôn. Chị ấy sẽ không lại muốn về tài phiệt Lý Thị đó đi chứ? Kế hoạch mà Lý Thị làm với anh tớ lần này đã thất bại, chị ấy sẽ bị trách phạt đúng không? Cậu nói như vậy đúng là đã nhắc nhở tớ rồi. Họ Nghiệt thì hình như còn không biết kế hoạch của anh Trần Viễn. Lúc chúng ta thảo luận, chị ta bị gọi đi rồi. Đợi Lý Thị phát hiện bị lật xe mà cờ chị ta có phản bội Lý Thị không, thì đều sẽ đổ lỗi cho chị ta.
Đến lúc đó chị ta mới thật sự là không có kết cục tốt. Dương Mơ không thở phá giải, tâm cơ thật sâu. Lâm Dịch, ấy là anh Tử, sao đột nhiên lại nhớ đến mình? Lạc Lạc, em đang ở đâu? Em đang ở nhà anh Trần Viện, em nói với anh vụ drama vừa nãy em thấy đây. Anh có phải không biết? Trần Viện, con anh. Lạc Lạc không biết giao dịch giữa bọn mình và Lý Thị không cảnh giác với Trần Viện. Đợi em ấy đi theo Trần Viện, y là không lâu nữa mình sẽ làm chủ rồi. Em đừng có nói nữa, đừng cả ngày ở chỗ Trần Viện đó không tốt với em đâu. Còn có nửa tháng nữa em phải đến đại học báo danh rồi, em mau về nhà cho anh đi. Còn có mình là đứa biết không hiểu chuyện sao? Để em làm xong việc sẽ cho các anh bất ngờ lớn. Để các anh biết Lâm Chí Lạc em cũng là một kỳ tài thương nghiệp. Như vậy, hai đứa bé bên đó cậu quen sao? Ồ, hai đứa ấy à, bên trái là em gái cùng cha khác mẹ của Trần Viễn, tên là Vương Mộng Mộng. Bên phải cũng không phải là Điền Cảng Dầu, là nhị tiểu thư của Lâm gia Lâm Chi Lạc. Tức chết tới rồi. Được rồi, bớt giận nào. Lâm gia, tại phiệt giàu nhất Hàn Thành Lâm gia. Hay lắm, mới có mấy ngày đã câu thêm một đứa nữa. Trọng Viễn, anh đúng là chưa từng nhàn rỗi. Các em là Mộng Mộng và Chỉ Lạc đúng không? Đó, chị tự giới thiệu. Tên chị là Triệu Ngọc Kỳ. Tôi là phó chủ tịch hội học sinh, sinh viên tại đại học của Trọng Viễn và là giám đốc điều hành của BK TV. Mọi người đều là bạn của Trọng Viễn, trao đổi phương thức liên lạc không? Sao vậy? Náo nhiệt như thế? Chị quyết em. Đó chị, đó em tôi quyết chị quyết em. Quan hệ của bọn họ tốt như vậy từ khi nào thế? Chị đã kéo em vào nhóm rồi, vậy sao mỗi người chính là bạn tốt? Con gái đúng là thích kéo vào nhóm, chỉ là không biết họ có bao nhiêu nhóm nhỏ. Khách sạn Đế Hào, phòng tổng thống 3608. Lan Sương à, chào mừng cô quay lại. Chiều hôm qua tôi cũng không nhầm vào cô biết Hồng Tán và Shopping đã đầu tư lượng vốn lớn cho chúng ta. Tôi thật sự không thể đắc tội hai người này. Hôm qua đã khiến cô tủi thân rồi. Tôi đã liên lạc với bác sĩ chỉnh hình tốt nhất của Hàn Quốc. Nhiệm vụ của cô kết thúc rồi, rất nhanh có thể khôi phục lại nhan sắc trước đây. Cảm ơn thiếu gia. Tôi hiểu những thứ này mà. Vậy lần này cô qua đây có muốn gì? Có gì muốn? Thiếu gia, thân phận của tôi bại lộ rồi. Thân phận bại lộ rồi. Yến Tổng có làm khó cô không? Anh ấy không làm khó tôi, thậm chí còn mời tôi tiếp tục làm việc cho anh ấy, nhưng tôi từ chối rồi. Tạm thời đừng có nói cho thiếu gia việc Trần Viễn cho mình 30 triệu, nếu không anh ta nhất định sẽ cảm thấy mình phản bội anh ta tại lại gây chuyện. Lúc cô đi anh ta có phản ứng gì? Không có phản ứng gì, rất bình tĩnh. Không có dao động cảm xúc như phẫn nộ, thất vọng sao? Không có, năng lực quản lý cảm xúc của anh ấy khá giỏi. Nhưng hình như
Hình như từ lúc bắt đầu anh ấy đã biết thân phận gián điệp của tôi rồi. Anh ta biết, tôi hỏi cô, cổ phần của Phi Thiên nằm trong tay ai? Trong tay em gái anh ấy Vương Mộng Mộng, Trần Viễn Không đỡ dưới tên anh ấy. Vì tránh hiềm nghi tôi chỉ có thể đỡ dưới cái tên Vương Mộng Mộng. Tôi rồi, trúng cớ rồi. Vâng, cho tôi cái bản đồ tỉnh Hồ Bắc, gửi lão đại Lâm gia đi. Gần đây các công ty tên Động Địa cũng đã mua đất đai phải không? Đúng thế, nghe nói là sản nghiệp của Lâm gia rất ẩn giấu, gần đây chúng tôi mới quan sát được. Lâm gia mọc gọi. Hử? Đại thiếu Lý gia sao sớm như vậy đã gọi điện rồi? Sao Lý thiếu rảnh vậy? Tôi chuẩn bị gọi điện mời anh đi ăn đặc sản của Hàng Thành đây. Lâm Điệt, cậu vậy mà cấu kết với Trần Viễn, tính toán lão tử. Ai cho cậu dũng khí đó? Đồ hai mặt nhà cậu. Tính toán anh, anh nói rõ xem. Cậu còn giả vờ không biết. Tôi hỏi cậu, bất động sản Đồn Địa có phải là của Lâm gia cậu không? Ở công ty thu mua đất đai Đồn Địa và Phi Thiên tình cờ có thể liên kết với nhau. Trọng Vĩ bây giờ như cá gặp nước rồi. Cậu nói không phải là cậu. Bất động sản Đồn Địa ở đâu ra vậy? Lý thiếu, tôi nhất định sẽ tra rõ chuyện này. Đồn Địa quả thực không phải là sản nghiệp nhà tôi. Tôi cho cậu nửa ngày, không có đáp án khiến tôi hài lòng thì cậu tự biết hậu quả đi. Con rùa Lý gia mộc này giả tưởng mình là ai à? Tôi và anh là quan hệ hợp tác. Anh giáo huấn tôi như giáo huấn con trai vậy. Lý gia giỏi lắm sao? Nở mặt thì không muốn. Lý gia giỏi lắm sao? Nở mặt thì không muốn. Thật sự tưởng lão tử sợ anh chắc. Lần hợp tác này với Lý gia, mình đã điều động hơn 10 tỷ. Nếu xảy ra sai sót gì thật sự khó mà ăn nói với nhà. 3 phút, đi ra bất động sản Đồn Địa. Lý gia mọc tức giận như vậy chắc chắn công ty này có vấn đề. Vâng, thiếu gia. 2 tiếng sau. Lão tổng của bất động sản Đồn Địa này vậy mà là em gái ruột của mình, một cô nhóc chưa đến 20 tuổi. Điều đáng kinh ngạc hơn là vốn đăng ký của công ty ma này lên tới 50 tỷ đồng, cũng biết lấy đâu ra nhiều tiền thế. Thiếu gia, ngài xem ở đây. Mảnh đất mà Đồn Địa và Phi Thiên mua tình cờ được nối liền. Tử của Quy Yên Tổng đã được hồi sinh hoàn toàn. Chúng ta tưởng bắt được hỏng Quy Yên Tổng rồi, nhưng trên thực tế lại giảm vào trong hố của cậu ta. Mảnh đất chúng ta mua có giá gấp 3 lần số tiền lớn như vậy, tương đương với việc bị nhốt ở đây. Đối với gia tộc mà nói đây là chỉ mạng. Phi Thiên, Đồn Địa, Trọn Biển Sấn đã đào sẵn cái hố đợi tôi. Con quý Lâm Chí Lạc này chắc hẳn đã bị cậu ta tẩy não rồi. Lần trước nói muốn làm chuyện lớn gì đó cho tôi xem. Chuyện lớn này sao? Chuyện lớn là tự tay chém anh ruột. Bản đồ này em muốn hủy Lâm gia chúng ta. Alo, anh lại làm sao thế? Anh hỏi em Đồn Địa là do em làm sao?
Anh cuối cùng cũng phát hiện rồi. Bây giờ biết sự lợi hại của thiên tài Lạc Lạc em chưa? Ai bảo bình thường anh coi thường em? Và sao phải gọi em là Lạc Tổng rồi? Là cái đầu em, là ai bảo em lợi dụng nhân mạch nhà Lâm gia để mua đất cho Trần Viễn? Đầu em bị lừa đó à? Biết chuyện này nghiêm trọng đến cỡ nào không? Mau cút vào đây cho anh. Mình mới không thèm vừa. Anh Trần Viễn mới thưởng thức tài năng của mình, anh ấy còn lợi hại hơn anh nhiều. Con bé cấp mấy của tôi? Vậy mà dám thế, hỏi cho con bé dũng khí cấp mấy của tôi, tức chết tôi mất. Bảo Phúc, lấy cho tôi cái điện thoại. Tôi không tin tôi không trị được con bé này. 199.